Mến chào tất cả các bạn. Ngay bây giờ, Long sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta phục hồi những hình ảnh đã bị xóa hoặc lỡ format trên thẻ nhớ hoặc USB. Thì video trước mình có chia sẻ là chúng ta phục hồi framework văn bản như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để chúng ta phục hồi lại những hình ảnh của bạn bè, người thân hoặc của hơn nữa là của gậy của người yêu á, nó còn quan trọng. Nhưng có lỡ format thì các bạn cũng đừng có hồi hộp, đừng có sợ, hết một hơi đằng sau, uống một ngụm nước vào. Lòng sẽ chia sẻ với các bạn ngay bây giờ. Bây giờ mình làm như thế nào thì bây giờ mình gắn USB vào và mình xóa và mình format luôn để cho các bạn xem và mình tìm lại luôn ha. Mình thử copy hai tấm hình. Copy tấm hình này, tấm hình này đẹp quá. Copy vào trong USB. Các bạn thấy được ở đây trong USB của mình có hai tấm hình. Hai tấm hình này rất là đẹp. Bây giờ mình xóa đi. Rồi, chúng ta đã lỡ xóa cộng với chúng ta phần má luôn. Rồi, các bạn đã thấy được chúng ta đã xóa xong, chúng ta đã lỡ là format trắng USB luôn. Và bây giờ cách để chúng ta phục hồi như thế nào thì các bạn hãy nhìn vào màn hình kế bên, các bạn sẽ thấy được là mình làm như thế nào. Đầu tiên chúng ta tải phần mềm mà mình gửi link cho các bạn á, hoặc là nếu đường link có bị lỗi các bạn chỉ cần liên hệ với mình thì mình sẽ gửi cho các bạn đường link mới. Các bạn chỉ cần để comment bên dưới video này thôi. Sau khi chúng ta tải về thì chúng ta nhảy ném. Thì phần mềm yêu cầu bác nhảy ném thì chúng ta gõ vào là một chút chia sẻ, không có dấu. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi, chúng ta nhấp đúp vào biểu tượng có hình cái vá giá xuống đất đó. Rồi ta nhấp vào. Rồi giao diện của phần mềm hiện ra. Các bạn biết được cái USB hay thẻ nhớ của mình là một cái ổ bao nhiêu GB thì nó hiển thị lên đây. Chúng ta nhấp vào. Rồi khi mà chúng ta nhấp chọn, chúng ta bấm nét. Rồi các bạn chỉ việc bấm nét thôi. Rồi ở đây ta đang tích chọn là những file hình viên r
rồi framework rồi tất cả các kiểu luôn. Chúng ta bỏ chọn đi, bỏ chọn để chúng ta chọn lại là chúng ta chỉ lấy hình thôi. À, cái đuôi hình của chúng ta ví dụ BG hay là CDM rồi gì đó, các bạn cứ chọn vào là chúng ta chọn hết ba cái hình đi. À, những cái đuôi á, đuôi này là những đuôi này đánh này. Đó. ZBG. Rồi. Nếu như chúng ta chọn càng nhiều thì quá trình phần mềm tìm càng chậm. Thì quá trình trong UFP càng nhiều thì thời gian tìm nó sẽ lâu hơn. Chúng ta phải biết được cái file chúng ta cần tìm, tài liệu hay là hình ảnh hay là phim để chúng ta phục hồi nó, thì cho nó giảm thiểu thời gian của các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình chỉ tìm hình ảnh thôi. Rồi bắt đầu mình bấm nét. Rồi thì quá trình phần mềm đang tìm. Đó. Đang tìm những cái tấm hình. Đây là quyền mất. Những tấm hình trước đó thì vẫn tìm ra được. Đó. À, rất là nhanh. Thì các bạn kiểm tra coi mấy tấm hình, có tấm hình của chúng ta chưa? Chúng ta nhấp vào đây, hai tấm hình mới đây thì chúng ta đã tìm ra rồi. Vậy thì chúng ta cần tìm tấm hình nào thì chúng ta chọn vào và để phục hồi thôi. Ở đây mình phục hồi hai tấm hình mới nhất. Còn nếu như các bạn muốn phục hồi những tấm hình cũ đi, những tấm hình này là cũ lắm rồi, trong nằm trong UV lâu lắm rồi. Bây giờ mình phục hồi 3 tấm. Thì mình chọn 3 tấm khối xanh lại. Chúng ta bấm icon file. Và ứng dụng kêu chúng ta nên lưu lại những cái tấm hình khôi phục này ở vị trí nào. Thì các bạn muốn lưu ở trên USB trực tiếp cũng được. Chúng ta muốn tạo một folder khác để lưu cũng được. Ở đây mình lưu lại ngay phần cùng là OG. OG hiện tại là không có gì hết nè nha. Đó, các bạn nhìn thấy nè, ở đây là cửa sổ này là không có. Bây giờ mình vô, mình bấm OK. Mình chọn ngay phân vùng OG là UV của chúng ta. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi chúng ta bấm Yes. Thì quá trình để khôi phục thì rất là nhanh. Thì sau khi khôi phục á, ở đây thì có OG. Chúng ta đã chọn 3 file để khôi phục. Thì ở đây đã khôi phục được 3 file. Các bạn xem có đúng là những cái hình ảnh mà hồi nãy mình lỡ cái xóa hay không. Đó. Các bạn đã thấy rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và đơn giản nữa. Chúng ta đã tìm ra được những tấm hình lỡ cái xóa trên thẻ nhớ hoặc lỡ phần mát ở trong USB. Thì quá trình ứng dụng vẫn còn tìm đến 100%. Thì nó hơi lâu, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta cần quét hết những gì mà lỡ xóa thì chúng ta đợi còn không. Nếu như chúng ta xong rồi thì chúng ta chỉ việc tắt phần mềm thôi. Bây giờ mình kiểm tra lại một lần nữa coi trong cái OG chúng ta có những tấm hình mà cần khôi phục hay không. Như vậy thì mình đã chia sẻ với các bạn cách để khôi phục lại những tấm hình đã lỡ xóa trong thẻ nhớ trong USB mà không cần phải đến tiệm hay là phải vác thẻ nhớ đi đến nhà ai đó. Các bạn chỉ cần có một máy tính và laptop thì các bạn có thể làm được. Nếu như các bạn thấy được video này hữu ích cho các bạn thì các bạn đừng quên đăng ký để ủng hộ và xem những video mới nhất từ một chút chia sẻ. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.